tầm thư của quân đội Việt Nam Cộng hòa sẵn sàng trở về yểm trợ tướng Lê Mã Lương oánh Tàu Cộng. Như quý vị và các bạn đang xem bản tin của Tin mới xã hội đều biết, trong những ngày qua phát biểu của thứ tướng Lê Mã Lương gây chú ý lớn, không chỉ có những dân trong nước mà cả những người dân hải ngoại đều không khỏi thấy vui mừng và phấn chấn, và cả những người lính Việt Nam Cộng hòa nữa. Vì từ lâu lắm rồi, người ta mới thấy một ông tướng dám vạch mặt công khai chống đối Trung Quốc. Đó là điều mà tất cả những nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đều không làm được. Khi mà trong hơn 3 tháng qua ở bãi tư chính nhóm tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 hoàn thành đường quấy phá, thăm dò, vào sâu trong vòng biển của chúng ta, ra vào Biển Đông ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta mà họ xem như là nhà của mình. Có những lúc lên đến 28 tàu cá của Trung Quốc kéo xuống ở Biển Đông xâm phạm vùng EEZ của Việt Nam rồi giàn khoan Thạch Du 982 hiện diện ở Biển Đông. Nhưng cả bảy lần Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng lên tiếng đều với hai chữ quen thuộc là quan ngại về tình hình Biển Đông. Một cơ hội lớn để vạch mặt Trung Quốc, Tàu Cộng. Trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì ông Phạm Bình Minh lại không dám nhắc tên hai chữ Trung Quốc và với cả ba lần ông Nguyễn Phúc Trọng người đứng đầu nhà nước Việt Nam lên tiếng cũng không có hai chữ Trung Quốc và bãi tư chính. Mới đây, phát biểu của tướng Lê Mã Lương tại hội thảo về bãi tư chính dậy sóng dư luận cả trong và ngoài nước. Ông kịch liệt lên án những hành vi láo xược đầy thách thức Việt Nam của ông Tập Cận Bình là cho tàu xâm phạm chủ quyền vùng biển của Việt Nam. Đã có không ít những dòng tâm thư của quý khán thính giả gửi đến tin mới xã hội và trong đó có cả những bức tâm thư của lính Việt Nam Cộng Hòa gửi đến cho tin mới xã hội, mong muốn gửi đến tướng Lê Mã Lương. Chúng tôi đã tập hợp lại và đăng tải lên đây để mọi người và quý vị được biết. Tin mới xã hội cũng hy vọng những dòng tâm thư này của khán giả sẽ đến được tướng Lê Mã Lương. Quý vị xem chương trình đừng quên chia sẻ để đến được tới tướng Lê Mã Lương và nhiều người được biết hơn nhé. Kính chào tướng Lê Mã Lương, tôi là một phi công Việt Nam Cộng Hòa, kính chúc ông giữ được lập trường. Chống Trung Quốc và bọn Việt gian trong nước, cũng như là hải ngoại bán nước vì tiền, vì địa vị và danh vọng. Một lúc đất nước bị lâm nguy, chúng chuồn ra ngoại quốc với tài sản khổng lồ do tham nhũng. Nhân dân Việt Nam sẽ lại làm kiếp nô lệ cho Tàu Cộng một ngàn năm nữa. Thật rùng mình. Trong chiến tranh, tôi và ông là kẻ thù. Nhưng sau 44 năm, ông và tôi có chung một lập trường chống Trung Quốc. Ông là thành phần ưu tú con cháu rồng tiên cùng với 90 triệu người dân Việt Nam trong nước và hơn 3.000 đảng viên và hơn 4 triệu người hải ngoại. Chúng ta sẽ dạy cho Trung Quốc như trong lịch sử vua Quan Trung đã xua đuổi được tàu ra khỏi đất nước. Tương lai Việt Nam do người Việt Nam trong và ngoài nước quyết định một chính sách hòa giải dân tộc và giải pháp hàn gắn vết thương chiến tranh phương Bắc, Bắc Nam. Một cuộc trưng cầu ý dân toàn dân do dân và của và của chính dân. Chúng tôi, những người lính Việt Nam Cộng Hòa, luôn hướng về đất nước Việt Nam. Chúng tôi yêu đất nước Việt Nam. Đó là một bình luận của Steven Nguyễn gửi đến tướng Lê Mã Lương. Tiếp đến là dòng bình luận của Gay Trân trọng kính chào các tướng lãnh Cộng sản Việt Nam yêu tổ quốc, nhân dân Việt Nam và tại quốc nội. Tôi là phi công phản lực A-37. Tôi đã từng dội bom vào các bạn. Sinh Bắc tử Nam trong chiến tranh Việt Nam. Sau hơn 44 năm hận thù vẫn chưa giải quyết được bởi vì chúng ta là người Việt Nam, không vì Tổ quốc và nhân dân Việt Nam. Chúng ta không dám chấp nhận sự thật. Chúng ta tuyên truyền và lừa dối để bảo vệ chế độ Cộng sản Liên Xô đã đào thải. Hãy nhìn vào sự thật tập thể người tị nạn Hoa Kỳ với bốn vị tướng người cốc Việt, hàng trăm sĩ quan cấp tá và hàng cấp úy, hạm sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ hàng trăm tiến sĩ, kỹ sư, khoa học, bác sĩ, nha sĩ si và dược sĩ. Một tài sản khổng lồ cho dân tộc Việt, trí thức, trí tuệ, giàu có và nhân bản đang được hướng về Việt Nam. Nhưng đáng tiếc, dưới công quyền Cộng sản mù loà đã và đang đưa Việt Nam vào vòng nô lệ của Tàu Cộng. Chúng ta còn có một chính sách hòa giải, độc lập, dân tộc trước khi xây dựng đất nước Việt Nam. Điều căn bản đó là chính sách hòa giải dân tộc. Chúng tôi hoan nghênh ông tướng Lê Mã Lương và hy vọng rằng nếu ông cần sự giúp đỡ đừng quên liên lạc với phía chúng tôi để chống lại tàu cộng giữ nguyên bờ cõi đất nước. Hay là dòng bình luận khác của John Phạm, Việt Nam đang có một người đứng ra lãnh đạo để xóa bỏ chủ nghĩa Cộng sản Việt Nam, đối đầu với Trung Cộng. Như vậy, người dân còn trần trời gì nữa mà không giúp ông tướng Lương này một tay. Bây giờ là thời cơ tốt cho người dân Việt Nam nếu người dân việt nam cứ thờ ơ trước tình trạng đất nước thì không còn bao lâu nữa trung cộng sẽ nhuộm đỏ đất việt và sẽ không kịp trở tay nữa các bạn trẻ việt nam ơi hãy nhìn sang hồng kông john wong tức là hoàng chi phong một người bạn trẻ dám đối đầu với tên họ tập vậy tại sao giới trẻ việt nam không làm được điều đó giới trẻ việt nam nhu nhược đến như vậy sao chỉ có người việt giúp người việt đừng trông cậy vào Mỹ hay châu Âu mà phải tự đứng lên xóa bỏ chủ nghĩa Cộng sản Việt Nam. Một cánh tay dơ lên, hàng ngàn cánh tay, hàng triệu cánh tay khác cũng dơ theo. Chúng ta có thể thấy rằng, người dân những ai gốc Việt, dù là ở trong nước hay ngoài nước, luôn có một tình yêu nồng cháy dành cho quê hương đất nước. Khi mà quê hương đất nước bị tàu cộng, đang đe dọa ở ngoài biên giới, những người lính hải quân đang chiến đấu từng giờ để bảo vệ bình yên bờ cõi đất nước, để bảo vệ vẹn toàn bờ cõi. Những người lính Việt Nam Cộng Hòa, họ cũng là những người gốc Việt Nam, họ luôn sẵn sàng trợ giúp tướng Lê Mã Lương và chống lại giặc tàu cộng. Tiếp tục quay trở lại với vấn đề, Quý Nguyễn có một bình luận. Đúng là bọn hèn với giặc nhưng lại rất ác với dân, chỉ biết lấp liếm cái sai của mình, không bao giờ chịu chấp nhận sự chỉ trích nói lên sự thật của những bậc anh hùng như tướng Lê Mã Lương, một anh hùng dân tộc dám đứng ra tố cáo những âm mưu thâm độc của bọn Tàu Cộng, bọn giặc phương Bắc. Sự bành trướng của Bắc Kinh từ lâu đã có, đã lộ rõ dã tâm xâm lược đất nước Việt Nam, được cai cắm hàng ngàn, hàng trăm, trước đây với mục đích đồng lõa dân tộc chúng ta phải sống dưới quyền cai trị thống trị của bọn chúng. Chưa từng thấy những vị lãnh đạo nào trên thế giới lại quá hèn với giặc như lãnh đạo dân tộc Việt Nam, lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Từ một chủ tịch ngành luật pháp bù nhìn sang kẻ đối diện, đó là kẻ thù. Bắt tay cung kính cúi đầu tỏ vẻ khâm phục, thuần phục, kẻ xâm lược chủ quyền của quốc gia dân tộc mình. Đến một vị tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong cương vị chủ tịch nước, lãnh đạo toàn dân Việt Nam, cũng đến dịu kiến kẻ thù, cũng bắt tay thân mật, cũng cung cúc cúi đầu để chứng tỏ quyết tâm thuần phục kẻ thù và cùng nâng ly rượu xã giao, thân mật để chúc mừng sự thành công vượt trội của bậc vượt bậc của kẻ thù bằng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt với kẻ đã có dã tâm xâm lược đất nước và đồng lõa dân tộc của mình để đất nước dân tộc Việt Nam phải nằm dưới ách thống trị của bọn bành trướng phương Bắc, Bắc Kinh. Nỗi nhục của dân tộc này là nhân dân Việt Nam chỉ biết trông cậy vào tình yêu nhân dân và sự quyết tâm bảo vệ tổ quốc của hai vị tướng, tướng lãnh quân đội nhân dân Việt Nam là Thiếu tướng Lê Mã Lương và thiếu tướng Trương Giang Long mà thôi. Là một công dân, là một người lính đã từng chiến đấu tại chiến trường, tôi cho rằng tất cả những hành vi, những suy nghĩ, những hành động phản quốc, phản lại nhân dân là không thể dung thứ được. Bọn chúng phải bị trừng trị thích đáng, vì chính bọn chúng là bọn cực kỳ phản động, giặc vào nhà mà không dám nói một câu, không dám bảo vệ chủ quyền quốc gia và còn nhu nhược nịnh hót chúng. Chúng là bọn phản động, chứ còn ai nữa lũ lãnh đạo hèn nhát của chế độ cộng sản Việt Nam minh hoàng với dòng bình luận Việt Nam cần phải nhanh chóng đi vào chính thời đại mainstream of the time tuổi trẻ Việt Nam không thể thờ ơ mãi được với thời cuộc vì tương lai con cháu và đất nước tuổi trẻ hãy mạnh dạn đứng lên như tuổi trẻ của Hồng Kông hãy tự cứu mình trước hãy tự cởi trói cho mình khỏi chủ nghĩa xã hội Việt Nam hiện nay Hoa Kỳ và thế giới sẽ trợ giúp chính Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại đã làm ô nhiễm văn hóa Việt Nam, phải mau chóng loại bỏ xã hội chủ nghĩa mị dân và phản tiến này. Tương lai của Việt Nam nằm trong tay tuổi trẻ. Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Hãy đứng lên chế độ Cộng sản. Còn chăng, gió nổi lên rồi, dậy mà đi, người dân Việt Nam thân yêu ơi. Và đang còn rất nhiều tương tư nữa của những lười lính Việt Nam Cộng Hòa và cả những người dân yêu trục hòa bình. Tất cả đều mong muốn đất nước Việt Nam chúng ta thoát khỏi được Trung Cộng càng xa càng tốt, giữ yên được bờ cõi đất nước, luôn ủng hộ những người anh hùng dám nói lên thự thuật, dám đứng ra chống lại Trung Quốc đang bành trướng, đang có những hành vi xâm lấn xâm chiếm biển đảo của chúng ta. Thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin thời sự của chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi đồng hành và ủng hộ chương trình của chúng tôi chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo